Midu bên vực nhan sắc Harry Lu, bạn ấy vẫn luôn là soái ca trong mắt mình. Trải qua tai nạn và phẫu thuật, bạn ấy đã chịu rất nhiều tổn thương, nên đừng mang hình ảnh bạn ấy ra so sánh. Lung tung nữa được không ạ? Midu cho biết. Sáng 25 tháng 2, 2017, một người bạn của Harry Lu gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ thông tin nam diễn viên gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sự cố này làm anh bị gãy xương mũi, xương mặt sân và lệch vị trí. Sau tai nạn, Harry Lu bất tỉnh và phải trợ thở bằng máy. Trong vòng gần một năm tiếp theo, Harry Lu phải tạm dừng toàn bộ công việc để quay về Đài Loan điều trị. Mãi tới gần đây, công chúng mới có cơ hội chứng kiến diện mạo của anh sau tai nạn. Thế nhưng trái ngược với vẻ điển trai trước đó, vẻ ngoài hiện tại của Harry Lu bị ảnh hưởng khá nhiều, đặc biệt nhất là chiếc mũi bị méo. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra gương mặt của Harry Lu mất vẻ hài hòa vì chiếc mũi bị méo khá rõ. Chiều 22 tháng 2, trên trang cá nhân của mình, Midu bất ngờ chia sẻ một status nói về nhan sắc của Harry Lu. Cô thẳng thắn lên tiếng bên vực bạn trai tin đồn và hy vọng mọi người đừng so sánh lung tung hình ảnh của nam diễn viên. Đồng thời Midu cũng cho biết thêm, trong mắt của Midu, Harry Lu vẫn luôn luôn là soái ca. Trải qua tai nạn và phẫu thuật, bạn ấy đã chịu đựng rất nhiều tổn thương, nên đừng mang hình ảnh bạn ấy ra so sánh lung tung nữa được không ạ? Dù đẹp hay không đẹp trong mắt người khác, bạn ấy vẫn luôn là soái ca trong mắt mình. Đối với mình và những fan yêu quý, bạn ấy luôn đẹp, vậy là được rồi. Hình này mình cố tình chụp dìm hàng bạn ấy, nhưng có vẻ dìm hàng không thành công, Midu viết. Trước đó, sau ồn ào tình cảm với Phan Thành, Midu ít khi chia sẻ chuyện tình cảm đời tư trên mạng xã hội. Nữ diễn viên từng nhiều lần vướng tin đồn yêu bạn thân của tình cũ. Tuy nhiên, cô nàng không hề lên tiếng thừa nhận hay phản bác. Nhưng dịp Giáng sinh 2017, Midu khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai ảnh chụp cùng Harry Lu, kèm theo chia sẻ, đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh. Tuy nhiên, ngay sau đó đại diện của Harry Lu cũng như Midu đều cho biết cặp đôi chỉ là bạn bè thân thiết. Hình ảnh mà nữ diễn viên đăng tải chỉ là hậu trường vui vẻ của cả hai sau khi thực hiện chung một bộ ảnh. Hình ảnh thân thiết của hai người không nói về tình yêu mà chỉ đề cập đến nam diễn viên như một người bạn xuất hiện vào lúc cô cần, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.